học Phật thực tế phi thường. Cứ hễ công phu đắc lực thì lập tức đạt được lợi ích thù thắng nơi Phật pháp. Có nhiều đồng tu học Phật, tôi thấy rất khó nhẫn. Mỗi phen gặp mặt, thấy tướng mạo người ấy mỗi năm một suy. Có người một năm không gặp, gặp lại thấy hôm hem hơn so với năm ngoái. Những người như vậy đều là học Phật công phu chẳng đắc lực. Nếu quý vị học Phật công phu đắc lực thì quý vị phải thật sự thọ dụng được. Mỗi năm quý vị càng phải khỏe hơn, tướng mạo quý vị phải tươi tốt, vẻ mặt rạng rỡ, thân thể khỏe mạnh. Đấy là đạo lý nhất định đấy. Đạo lý này luận trên phương diện thực tế chẳng khó hiểu chi. Trong kinh Phật thường dạy, tướng tùy tâm chuyển. Tướng mạo chẳng tốt là do quý vị dụng tâm chẳng khéo. Tâm quý vị phải chân thành, thanh tịnh, từ bi thì nhất định tướng mạo quý vị nhất định càng ngày giống Phật, chẳng khác với Phật mấy. Quý vị thấy tướng mạo Phật Bồ Tát rất viên mãn, thể chất quý vị nhất định mỗi ngày phải khỏe mạnh hơn, mỗi ngày một tốt đẹp hơn, là quý vị học Phật công phu đắc lực. Quý vị thật sự thọ dụng được, tâm thanh tịnh chuyển được nghiệp. Chuyển nghiệp biểu hiện cụ thể nơi thân thể. Thân thể mình có chuyển biến hay không? Nay thường nói là biến đổi thể chất. Thể chất có thể chuyển biến, thể chất ấy biến đổi theo tâm. Hết phần 1.